Chào mừng các bạn đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là bộ mè con các bạn, với một cái sinh tơ. Đây đứng trước mặt bạn là bộ mè con nè, mè xin mẫu Bombay, dẫn cái xin nha các bạn, dẫn cái xin nhà mè rúng yếm nghiêm chỉnh nè, không lan giá nè, mẫu Bombay nè các bạn, chân móng đều hoàn thiện hết, móng sò hết các bạn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Mẹ dặn cái xin đó, mẹ đúng dài nè, đúng dài, sái tích nghiêm chỉnh, chân móng sò bốn vú đều đó, bốn vú đều, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, quà đen đó, quà đen nè các bạn, dẫn cái xin nè, cái xin cao huyết độ mít mốt bò các bạn. Cái xin cao huyết độ mít mốt bò. Đó. Bà mẹ bơm ghép man được 1 tháng 10 ngày các bạn. Mẹ bơm ghép man được 1 tháng 10 ngày. Bộ mẹ con này chủ bố giá là 27 triệu 500 ngàn các bạn. 27 triệu 500 ngàn. Cái xin được sái tích nghiêm chỉnh luôn nha các bạn. Có rúng nè. Chân móng sò. Giá 27 triệu 500 ngàn các bạn. 27 triệu 500 ngàn. Bộ mẹ con này các bạn. Mẹ bơm ghép man được 1 tháng 10 ngày. À, mẹ dặn cái xin lứa ba các bạn, mẹ dặn cái xin lứa ba, à, cái xin cao huyết độ mít mốt bò các bạn, giá 27 triệu 500 ngàn bộ mẹ con các bạn, 27 triệu 500 ngàn bộ mẹ con cái xin. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Mẹ mẫu Bombay nha các bạn, lưng một lưng nè, rúng yếm độ nghiêm chỉnh, chân móng sò. Đó, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn. Mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, rúng yếm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Cái xin con sẽ mặc xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Giá là 27 triệu 500 ngàn bộ miền con này các bạn. 27 triệu 500 ngàn. Đó, cái xin bà mẹ ăn cực kỳ, bà mẹ ăn cực kỳ giỏi nha các bạn. Đó, bà mẹ rúng chiền nè, bún vú đều nè, sái tích bò mẹ nghiêm chỉnh, chân kiền khú hết các bạn, móng sò hết đó, chân kiền khú nè, móng sò nè, mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, mẹ sái tích đồ nghiêm chỉnh hết đó, dẫn cái xin các bạn, đây cái xin cao huyết độ mít mốt bò nè, giá 27 triệu 500 ngàn các bạn. Mẹ bơm rep man được 1 tháng 10 ngày các bạn đó, mẹ bơm rep man được 1 tháng 10 ngày đó. Còn đây trái center nha các bạn, cái xin thơ này cao mét 27 bò, giá 18 triệu các bạn, chân móng hoàn thiện nè, rúng yếm nghiêm chỉnh, cao mét 27 bò, giá 18 triệu, bò tầm 15 tháng tuổi các bạn, bò tầm 15 tháng tuổi, cao mét 27 bò, giá là 18 triệu các bạn, 18 triệu, chân móng đồ hoàn thiện hết, rúng yếm nghiêm chỉnh, không lan giá nha các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Rúng nghiêm sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng nè hoàn thiện hết, đó dàn chân móng này các bạn không hoàn thiện hết các bạn. Cao 27 bò, giá là 18 triệu bạn, tầm 15 tháng tuổi nha. Con bò này cực kỳ to con luôn các bạn. Cái xin này cực kỳ to con luôn các bạn. Giá là 18 triệu bạn, 18 triệu. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại cái xin tơ cao 27 bò, giá là 18 triệu, tầm 15 tháng tuổi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.